được người cần gặp trong hàng vạn năm giữa mây mông vô tận của thời gian. Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, ta đã gặp được đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại. Thưa quý vị, đó chính là tình yêu của lứa đôi, là hôn nhân, là gia đình hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, xuất phát từ những rung động đầy lưu luyến đó thì chú rể Thái Bình và cô dâu Thu Thảo họ đã gặp nhau, họ đã với nhau và họ đã yêu nhau. Kính thưa toàn thể quý vị, thật là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây với một mục đích duy nhất để chúng ta dự bữa cơm thân mật buổi tiệc tiễn hôn lễ tân hôn, chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Thái Bình và cô dâu Thu Thảo. Trời có đổ một trận mưa nhưng mà theo người Á Đông của chúng ta nói chung và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có nhận được một chiếc chìa khóa Honda rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.
Thank you.
Oh,